Quý vị thân mến, vòng thứ hai của chúng ta với tên gọi những hành động kỳ quặc. Và đúng như tên gọi này thì những hành động của hai đội chơi của chúng ta sẽ phải làm sao cho khán giả của chúng ta phải bật cười. Và trong thời gian 1 phút 30 giây, bao nhiêu hoạt động khiến cho khán giả bật cười được sẽ là bấy nhiêu điểm. Và đội chơi đã bắt đầu đầu tiên, đó là đội của anh Bảo Khương và Hiếu Hiền. Và ngay bây giờ đội sẽ bắt đầu, đó là đội của anh Trường Giang và Duy Khánh. Sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ chọn một khán giả của đội đối phương, mời hai anh sẽ lên trên nghỉ ngơi. Và chúng ta sẽ chọn một vị khán giả. Rồi, Hạnh, Hạnh. Anh lên đây, Hạnh. Hạnh hả? Lên đây. Thưa quý vị, người Pháp có một câu là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Và ngày hôm nay để làm đẹp cho bạn khán giả của chúng ta, chúng tôi có mời hai chuyên gia nổi tiếng đến từ châu Âu. Xin được giới thiệu anh Jennifer Giang và xin được giới thiệu Julia Khánh. Nhiệm vụ của hai vị chuyên gia trang điểm, xin được hỏi hai vị đã tu nghiệp ở bên nước ngoài được bao năm rồi? Chắc cũng 6 năm rồi. 6. Anh nói tức là 8 năm trời rồi, còn anh bao nhiêu lâu? 4 ngày. 4 ngày. 4 ngày, thưa quý vị, thật ra 4 ngày ở bên châu Âu nó nhiều khi là 4 năm ở hạ giới đó. Các anh sẽ có thời gian 1 phút 30 giây, em sẽ là nữ hoàng của đêm nay. Cố gắng trang điểm cho chúng tôi ra thành một cô người mẫu, chứ không phải là một bông hoa không biết nói nha. Anh sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thời gian, em cứ tự tin nhìn vào gương đi nha Hạnh, không sao cả. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Hạnh, em nhìn vô gương đi, em thấy em hiện tại chưa? Anh sẽ làm cho em thay đổi. Em có coi phim Ma Cà Rồng chưa? Hả? Biết Ma Cà Rồng. Biết Ma Cà Rồng không? Người Pháp có câu là không có người phụ nữ xấu, chỉ sợ là không đủ thịt cá sấu cho người phụ nữ ăn, hiểu không? Đây, cháu gặp môi ra. Cháu gặp môi ra. Cháu gặp môi ra mà cháu. Kỳ bay. Chằn cái cơ miệng ra. Chơi trò chơi make cấp, bấm cho ta make cấp. Em phụ đi, em phụ đi. Dạ. Quánh nó cặp chân mày đỏ đi. Em tươi á. Bay mùi. Bay mùi hả? Chắc hôi quá. Không phải tập làm quen, mình muốn đẹp mà, trời ơi. Đẹp mà sao khó khăn đây nè, ngước. Ở nhà có ai make cấp không? Ở nhà có ai make cấp không? Thôi anh thanh này. Còn 45 giây. Rồi cái này xong gió anh ơi, không có ra gió nó mới lên màu. Hả gì vậy? Sao vậy? Hãy làm make cấp cho. Sao đẹp mà. Tôi làm cho mấy người đẹp mà, cho mấy người kỳ quá hả? Maleficent. Đó. Thôi giờ mệt mấy người không làm, tôi làm tôi nè. Đó, cười giùm tôi cái coi. Đưa em làm nha. Cái gì kỳ thì có luôn hả? Có luôn hả? Không, ba vui là được, cho ba làm đi, ba vui là được rồi. Em vui đây là em vui à. Rồi xong gãy một cái xong. Bà má của người ta. Bà má của người ta đòi 350. 350 dùng ngàn cây đó. Anh nhận xô anh trả tiền. Hành hạ tôi vậy là bà vui đó hả? Rồi chị vừa vẽ mà chị vừa vui vẻ lên rồi. 4 3 2 1. Mình cùng một cái lớn sảng khoái luôn. Nhà bà có nuôi con này không? Nhà bà có nuôi con giống vậy phải không? Ra đây. Em đi một vòng, chị giấy tay chào khán giả bên đây. Chị tay, em chào khán giả bên đây. Em chào khán giả bên đây. Rồi, em chào khán giả bên đây. Rồi, mai hai. Em không cần phải bôi đâu, chút xong bôi sao, ra đây. Trời ơi, nó không ra con người nữa. Thưa quý vị, sau một hồi trang điểm thì chuyên gia trang điểm Jennifer Giang đã bị cô thí sinh của chúng ta mừng ra như thế này. Thưa anh, cách đánh má hồng năm nay đánh má đen như vậy là mốt đó. Nhưng mà chúng tôi không hiểu tại sao trên đầu anh này có vầng hào quang như thế này. Liệu đó có phải là cái xu hướng make up không ra con người năm nay hay không? Đây, hỏi bác sĩ thẩm mỹ đi. Bác sĩ thẩm mỹ. Em có một đôi môi nhìn như là Mã Lệ Phi Xuân vậy đó. Giống như Maleficent đó, và giống như tiên hắc ám vậy đó. Rất là thích cái đôi môi của em, nhìn như là đôi môi sô-cô-la vậy đó. Vâng, thưa quý vị, và sau phần trang điểm của hai chuyên gia vừa rồi thì cho phép chúng tôi xin được công bố số lần mà vị khán giả của chúng ta đã bật cười. 45 lần! Quá hay! Một con số kỷ lục của chương trình từ trước đến giờ. Vâng, và có lẽ là người ta sẽ đổi thành câu là không có người đàn ông xấu, chỉ có người đàn ông bị phụ nữ làm cho xấu. Yes. Tuyệt vời. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đổi lại với phần thi tài của đội B. Xin mời đội B. Đây. Thưa quý vị, quả là một tình huống rất là thú vị khi mà chúng tôi không tin là những hành động kỳ quặc lại mang nhiều tiếng cười đến cho khán giả đến như vậy. Và bây giờ xin mời anh Bảo Khương và anh Hiếu Hiền sẽ chọn một khán giả ra đây. Phượng, anh đã nghe rồi Phượng. Phượng,
dễ bả y chang cái bà hồi nãy dễ anh vậy Hương. Xin chào em. Em tên Phượng đúng không? Em có bao giờ trang điểm chưa? Dạ, thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Người phụ nữ sẽ cảm thấy tự tin hơn khi trang điểm bước ra đường đúng không? Và ngày hôm nay em sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Anh cũng xin được giới thiệu với em hai chuyên gia mà anh được mời bên nước ngoài. Một chuyên gia đến từ Hàn Quốc và một chuyên gia đến từ Lào. Đầu tiên xin được giới thiệu đến em chuyên gia đến từ Hàn Quốc của anh Choi Song-yong. Vâng. Và chuyên gia đến từ Lào, anh Xô Cửa Xong Ra Cửa. Vâng. Hai đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Vâng. Nhiệm vụ của hai chuyên gia này phải làm cho thí sinh của chúng tôi đêm nay trở thành một thiên nga, được không ạ? Và bây giờ, 1 phút 30 giây cho anh Xô Cửa Xong Ra Cửa và Choi Song-yong bắt đầu. Lấy cái này nè, đó là lẽ nhất á. Đúng rồi. Cái mũi em nó chưa được ấy, thành ra anh phải để cho nó gọt gọn lại chút nha. Cái sóng đó, hiểu không? Cái sóng ngay đây nè. Cái sóng cho cầu Sài Gòn quá vậy? Mày cái này nó hơi ấy chút thôi, nó hơi lạ chút thôi, em ráng cố gắng nha. Đó, đó. Bây giờ nó hơi giống mũi lân rồi. Ở đây phải vẽ thêm hai cái râu rồng cái nè. Đó, em thấy không? Rồi, thấy chưa? Sơn đỏ đâu, sơn đỏ đâu? Không phải không có sơn đỏ đâu, bây giờ mình phải xài cái này mới được nè. Nhắm mắt lại đi em. Bên kia nữa. Em cười mà em đưa vô trong làm sao ai thấy? Đâu có, phải vẽ cái màu cho bé nó dễ thương nè, nó nhỏ nhỏ này. Đó. Còn 28 giây. Đó, mà thả cái màu giữa đi. Rồi, đó. Em nhìn vô em thấy em được chưa? Đẹp. Đẹp hả? Thích được gì phải không? Rồi bây giờ thôi anh vô đây đi, để cho bé này cho bé vẽ cho anh được rồi. Đứng lên. Nhẹ cho anh. Rồi, nhẹ vô. Rồi em vẽ thoải mái, em muốn vẽ giùm vẽ. Nhanh lên. 10 giây. Còn lại 5 giây. Trời ơi, giống giống chó mày hả? Hết giờ. Ông cũng ác lắm, ông không vô ông vào cho. Nó ma cái dê người ta đã rồi, đưa mặt mình vô. Rồi cái mũi lân của em đó hả, quá đẹp. Năm nay em sẽ trở thành gương mặt được ăn ảnh nhất trong các tạp chí. Thưa quý vị, như vậy là với tài năng của hai chuyên gia trang điểm đến từ Hàn Quốc và Lào thì thí sinh của chúng ta đã có một khuôn mặt ấn tượng như thế này. Có lẽ là anh em là trong cái vũ hội hóa trang Halloween đó, đúng không? Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta xin được công bố số điểm của hai đội như sau. Đội của anh Hiếu Hiền và anh Bảo Khương được 12 điểm, xin chúc mừng. Đội của anh Trường Giang và Duy Khánh được 48 điểm, xin chúc mừng.